các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Hà My, học sinh lớp 32 trường tiểu học Đa Tốt. Không biết các bạn thế nào, còn mình là một người rất thích đọc sách. Ở nhà mình có một giá sách với rất nhiều cuốn sách hay. Đọc sách giúp mình biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và các cách ứng xử trong cuộc sống. Trong các thể loại sách mình hay đọc như sách khoa học, truyện tranh, truyện ngắn thì mình thích nhất là các cuốn sách về kỹ năng sống. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách mà mình yêu thích nhất. Thói quen tốt theo tôi chọn đời nằm trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan của tác giả Trí Đức do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. Bộ sách gồm 10 cuốn, tất cả đều nhằm mục đích giáo dục các phẩm chất tốt đẹp như lòng biết ơn, trung thực, bao dung, v.v. Cuốn sách Thói quen tốt theo tôi chọn đời gồm 85 trang. Trang bìa có màu xanh lá là chủ đạo. Trên đó có hình ảnh một anh thanh niên đang dạo chơi ở công viên, đang cầm một lon nước chuẩn bị vứt vào thùng rác. Đây là thói quen mà chúng ta đã được giáo dục từ nhỏ, nhưng không phải ai cũng làm đúng mọi lúc mọi nơi. Mở cuốn sách ra, những trang đầu là lời giới thiệu chung về cuốn sách. Bên trong có 20 câu chuyện nhỏ nhằm giáo dục các thói quen tốt hàng ngày như chia sẻ, lễ phép, tập trung v.v. Trong cuốn sách này, mình thích nhất là câu chuyện Việc của mình tự làm. Chuyện kể về một cậu bé 9 tuổi nhìn thấy một chú chim sáo đem về nuôi. Hằng ngày cậu thường cho chim ăn, chim uống. Chim còn biết bắt chước từ người nên cậu rất yêu thích nó. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường cho chim tự tập bay kiếm ăn. Nhưng sau một số lần như vậy, nó cảm thấy tự đi kiếm ăn thật là mệt mỏi nên nó toàn đợi cậu chủ cho nó ăn. Ít lâu sau cũng đã đến ngày cậu chủ phải thi học kỳ nên không có thời gian cho chim ăn. Một hôm cậu chủ đang nấu bữa sáng, vừa mở vung xong ra thì chú chim bay vào định kiếm ăn nhưng đã bị chết bỏng. Cậu bé vô cùng hối hận, cậu nghĩ nếu không phải mình suốt ngày cho chim ăn, không để nó tự ra ngoài kiếm ăn thì nó đã không bị bỏ đói như vậy. Chim sáo sống dựa dẫm vào con người lâu ngày, cuối cùng cũng bị bỏ đói mà mất mạng. Qua câu chuyện này, mình rút ra bài học rằng không nên ỷ lại, chờ đợi người khác giúp đỡ, vì có một ngày mình sẽ phải rời xa vòng tay bao bọc của người thân. Nếu việc gì cũng không biết làm thì mình không thể tồn tại được trong xã hội. Vậy các bạn nhỏ, chúng ta hãy cố gắng làm những việc theo khả năng của mình để sau này lớn lên là những người tự lập và trưởng thành. Đối với mình, câu chuyện này, cuốn sách này và cả bộ nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan là món quà quý giá nhất mà mẹ dành tặng cho mình. Trong thời gian nghỉ dịch rảnh rỗi, các bạn hãy tìm đọc những cuốn sách bổ ích và chia sẻ cảm nhận với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.